quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong tháng 7 năm 2024, tỉnh Sơn La hứng chịu ảnh hưởng của 3 đợt mưa lớn từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 7, từ 22 đến 25 tháng 7 và từ 28 đến 31 tháng 7, gây thiệt hại nặng về người, nhà cửa, hoa màu và ngập úng tại nhiều địa phương. Theo thống kê ban đầu của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, trong tháng 7, mưa lũ đã làm 11 người chết và 6 người bị thương, trên 2.670 nhà bị thiệt hại, 29 điểm trường bị ảnh hưởng, hơn 4.143 hectare diện tích lúa mùa bị ngập, cuốn trôi, hơn 548 hectare hoa màu, rau màu bị ngập, trên 500 con gia súc bị chết, cuốn trôi, hơn 12.290 con gia cầm bị cuốn trôi. Mưa lũ cũng đã làm sụt ta luy dương và sa bồi trên 620.400 mét khối, sói lề đường 1.327 mét khối, 15 cây cầu treo bị cuốn trôi, hư hỏng, 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông. Mưa lũ còn làm gãy đổ, nghiêng 36 cột điện trung thế, 244 cột điện hạ thế, trên 5.560 dây hạ thế, 440 công tơ và hơn 90 hòm công tơ bị hư hỏng. Ước tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 vào khoảng hơn 501 tỷ đồng. Ông Cao Viết Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, thông tin ngay khi thiên tai xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố với phương châm 4 tại chỗ, phân công thành viên trong ban chỉ huy từ huyện đến xã, trực tiếp tới những địa bàn bị ảnh hưởng nặng do thiên tai để chỉ đạo sơ tán dân, di rời bảo vệ các công trình, bố trí tạm thời nơi ở an toàn cho bà con. Đồng thời tổ chức ứng cứu tại các điểm bị cô lập, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích, chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống của nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Đến nay, công an, quân đội và lực lượng xung kích đã kịp thời hỗ trợ các hộ vùng ngập úng, sạt lở di rời tài sản đến nơi an toàn, đảm bảo an ninh trật tự vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các lực lượng chức năng tổ chức tiêu độc, khử trùng, phòng trừ dịch bệnh. Ngành Giao thông Vận tải tỉnh, các huyện, thành phố đã chỉ đạo các trạm đi kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại và tổ chức san gạt đất, làm thông tuyến bước 1 trên tất cả các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện để phương tiện có thể lưu thông tạm thời. Công ty Điện lực Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sửa chữa hệ thống điện bị hư hỏng để cấp điện trở lại cho số khách hàng bị mất điện. Các huyện, thành phố chỉ đạo vận động nhân dân cho ở nhờ và bố trí nhà văn hóa, làm chỗ ở tạm cho nhân dân bị mất nhà. Đồng thời rà soát, xin chủ trương của tỉnh triển khai các điểm sắp xếp dân cư, tập trung bố trí cho những hộ có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, nhà sập đổ và nhà bị sạt lở phải di rời khẩn cấp. Sáng ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện số 5597 gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang. Theo đó, trong công điện nêu rõ, vào lúc 8 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2024, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 203,45m, lưu lượng đến hồ 9.220 m khối trên giây, lưu lượng xả 2.936 m khối trên giây. Mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 102,15m, lưu lượng đến hồ 3.355 m khối trên giây, lưu lượng xả 3.855 m khối trên giây. Mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 109,73m, lưu lượng đến hồ 2.331 m khối trên giây, lưu lượng xả 670 m khối trên giây. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại quyết định số 740 ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết số 102 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào hồi 12 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2024 và mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào hồi 14 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2024. Lệnh giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ hai hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 18 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2024 và lệnh giám đốc công ty thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 12 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2024. Đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ. Mực nước thượng hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có công văn
đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi, biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ. Đồng thời, báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 7, tại tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn trên địa bàn nhiều huyện, có nơi lượng mưa hơn 100mm. Cụ thể, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc, lượng mưa đo tại Sam Kha, huyện Sốp Cộp ở mức 113,6mm. Hai xã thuộc huyện Quỳnh Nhai là Mường Rôn và Mường Giàng lần lượt có lượng mưa là 96,6mm và 85,2mm. Theo mô hình độ ẩm cho thấy, một số khu vực tại nhiều huyện và thành phố Sơn La đã gần bão hòa trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đài khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc dự báo, trong 6 ngày tới, lượng mưa tích lũy tại các huyện từ 20-30mm, có nơi trên 60mm. Các huyện Bắc Yên, Thuận Châu, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mường La, Vân Hồ, Sốp Cộp và thành phố Sơn La có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, vùng núi và sạt lở đất trên sườn dốc. Đáng chú ý, nguy cơ lũ quét sạt lở đất vẫn có thể xảy ra sau khi hết mưa. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, bố trí lực lượng sẵn sàng di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn. Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, lũ quét sạt lở đất đã xảy ra tại tỉnh Sơn La. Tính đến ngày 29 tháng 7, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm 9 người tử vong, 1 người mất tích, 5 người bị thương và ảnh hưởng nặng nề đến các công trình giao thông, nông nghiệp. Ước tính thiệt hại trên địa bàn tỉnh Sơn La khoảng 315 tỷ đồng. Những ngày qua, mực nước ở sông Tích Giang dâng cao do mưa nhiều và thủy điện mở cửa xả lũ đã làm cô lập nhiều nơi vùng ngoại thành Hà Nội trong nhiều ngày. Ngoài ra, nội thành Hà Nội cũng ghi nhận ngập úng khi mưa lớn xảy ra kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Nhiều khu vực tại Hà Nội cứ mưa là ngập. Tình trạng này đã tái diễn nhiều năm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Cứ mưa là thành ốc đảo. Đứng trước con ngõ nhỏ ngập nước, chị Hoàng Thị Hương, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, ngao ngán rút điện thoại gọi chồng nhờ mang giúp đôi ủng ra đầu ngõ. Trận mưa lớn diễn ra ngày 23 tháng 7 khiến con ngõ nhà chị ngập nặng, có đoạn nước dâng cao từ 50 đến 65cm. Chị Hương chia sẻ, đây không phải lần đầu tiên ngõ nhà tôi ngập sâu đến vậy. Tối đó, chị Hương gửi xe máy tại nhà người quen ở đầu ngõ, sau đó mang ủng, lội nước để vào nhà. Sáng ngày hôm sau, nước vẫn chưa rút, chị lại lội nước ra đầu ngõ lấy xe để đi chợ mua đồ ăn cho cả gia đình. Hôm đó, con chị phải xin nghỉ học, còn chồng thì xin nghỉ làm để trông con và dọn dẹp lại khu vực bếp đang bị ngập. Trong khi đó, hàng xóm nhà chị Hương, bà Phạm Thị Ngân cả đêm đó mất ngủ vì nước ngập vào nhà. Bà Ngân kể lại, 3 giờ sáng tôi thấy ướt ở lưng thì mới bật tỉnh. Khi đó nước đã ngập cả căn nhà. Đêm đó hai vợ chồng và ba đứa con thay nhau tắt nước. Bà Ngân cho biết, có kinh nghiệm từ những trận mưa trước, nhà bà luôn đắp đê trước cửa nhà để chống ngập mỗi khi trời mưa. Song trận mưa lớn vào đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24 tháng 7 khiến một số bao cát bị bục. Nước cũng thấm qua những vết nứt trên tường nhà, dẫn đến ngập cả căn nhà. Trận mưa ngày 23 đến ngày 24 tháng 7 cũng khiến đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân tại An Khánh, Hoài Đức. Anh Trần Văn Nguyên, cư dân tại chung cư Kemex Tower, ví nơi mình ở như một ốc đảo mỗi khi có trận mưa lớn. Anh Nguyên cho biết, chiều ngày 23 tháng 7, anh mất 3 tiếng để di chuyển từ công ty ở Cầu Giấy về nhà. Khi về đến gần tòa chung cư thì bị ngập nặng, anh đành đỗ xe ở ven đường rồi lội nước gần 1 km về nhà. Sáng ngày hôm sau, anh dậy sớm để lội nước đi làm. Trong ba lô không quên để thêm một bộ quần áo, phòng trường hợp bị ướt. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố tồn tại 30 điểm đen. Cứ mưa là ngập, dẫn tới ùn tắc giao thông, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. Theo đó, các điểm ngập úng là phố Nguyễn Khuyến, khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt, phố Hoa Bằng, ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, phố Minh Khai, đoạn chân cầu Vĩnh Tuy, đại lộ Thăng Long, ngã ba đường Lê Trọng Tấn, hầm chui số 3, 5, 6 km 9, 656, nút giao An Khánh. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, những điểm ngập úng thường có cốt nền trũng, xa nguồn xả nên chỉ chịu được lượng mưa có cường độ vừa phải.
chính sách đặc thù giải quyết vấn đề ngập úng. Ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết, lý do đầu tiên khiến thủ đô cứ mưa là ngập là vì hệ thống cống và mương thoát nước. Theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong công tác phòng chống ngập úng, phải có từ 3 đến 5% mặt đất làm hồ điều hòa nước, nhưng Hà Nội hiện chỉ có khoảng 2%, tương đương với 6.000 ha hồ. Hà Nội hiện nay có nhiều hệ thống mương nhưng bị lấp nhiều và chưa khai thác được hết tiềm năng của hệ thống mương này. Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam phân tích, Hà Nội chia ra 3 vùng để thoát nước: vùng Bắc Hà Nội, vùng tả sông đáy và vùng hữu sông đáy. Nhưng hiện nay, các trạm bơm để hút nước cục bộ, trạm trung gian để chuyển ra trạm cuối nguồn thì chưa làm được. Các trạm cuối nguồn cũng chưa đảm bảo có đủ công suất, đủ mạnh để hút hết nước. Đặc biệt, còn nhiều trạm bơm chưa được xây dựng. Cũng theo ông Nghiêm, Hà Nội hiện chưa điều tiết được dòng chảy tại sông Hồng, sông Đáy, sông Lừ, sông Nhuệ. Các hệ thống dòng sông phải đảm bảo lưu thông thoát nước, nhưng hiện nay chúng ta còn ách tắc ở các dòng sông. Về giải pháp, theo tiến sĩ Nghiêm, cần phải sớm điều chỉnh lại các dự án thoát nước đã làm, bởi theo dự báo lượng mưa chỉ khoảng 310mm, nhưng hiện nay đã lên đến 400mm. Thêm vào đó cần duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cống, kênh, mương và cần có chính sách để nghiên cứu tổng thể hệ thống sông chảy qua Hà Nội. Hà Nội đang triển khai một số dự án như hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh thuộc huyện Đông Anh, nâng cấp xây dựng trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây tại trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Cùng với đó, hàng loạt dự án đang được chuẩn bị đầu tư như hệ thống thoát nước mưa lưu vực tả sông Nhuệ, hệ thống thoát nước quận Hà Đông thuộc lưu vực hữu Nhuệ, trạm bơm Gia Thượng, hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh, quận Long Biên. Ngoài ra, 3 dự án thoát nước do Ủy ban Nhân dân quận Long Biên làm chủ đầu tư gồm xây dựng tuyến mương Việt Hưng, Cầu Bay và hồ điều hòa Cự Khối, xây dựng trạm bơm Cự Khối và tuyến mương xả ngoài đê Tả Hồng. Dự án xây dựng tuyến cống thoát nước Long Biên, Cự Khối đều đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và đốc thúc tiến độ thực hiện. Giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài ở phía Tây Hà Nội. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, nguyên nhân khiến các khu vực phía Tây thủ đô xảy ra úng ngập kéo dài là vì đây là các vị trí điểm trũng so với khu vực, độ nền thấp hơn khu vực xung quanh nên khi mưa lớn, nước chảy theo mặt đường dồn về nhanh, gây ra úng ngập cục bộ. Mặt khác, do hệ thống thoát nước vận hành theo nguyên lý tự chảy nhưng các trạm bơm đầu mối hiện nay chưa được xây dựng hoàn thiện đồng bộ theo quy hoạch nên việc tiêu thoát nước ra nguồn xả còn hạn chế. Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn cho biết, để khắc phục tình trạng này, trước mắt đơn vị sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ để thống nhất quy trình phối hợp trong công tác khống chế mực nước sông Nhuệ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thoát nước của lưu vực ra sông Nhuệ. Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư có công trình, dự án thi công ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, thống nhất phương án dẫn dòng, phối hợp ứng trực, thanh thải, phá đập quay khi có mưa. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Chín, trưởng khoa kỹ thuật tài nguyên nước thuộc Trường Đại học Thủy lợi, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài tại nhiều nơi ở Hà Nội hiện nay chủ yếu do tốc độ đô thị hóa nhanh làm tăng tỷ lệ bê tông hóa nền mặt đường, cống hóa kênh mương. Ngoài ra, việc san lấp các hồ chứa tự nhiên để lấy đất xây dựng công trình trong khi không chú ý đến việc phát triển hệ thống thoát nước cũng là một nguyên nhân dẫn đến thực trạng cứ mưa là ngập như hiện nay. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Chín nêu ý kiến. Để giảm thiểu ngập úng, khi xây dựng đô thị phải tính toán để đảm bảo được việc thoát nước. Thời gian qua, do chúng ta chỉ chú ý đến việc xây dựng đô thị, còn các hệ thống dẫn và thoát nước cho toàn bộ khu vực rộng lớn chưa được quan tâm nhiều nên mới dẫn đến hệ quả như vừa qua. Để khắc phục việc ngập úng với các đô thị đã xây dựng, theo đó, cần một đơn vị tính toán toàn diện chi tiết cụ thể cho từng khu, sau đó đề xuất các giải pháp tổng thể cho toàn bộ thành phố Hà Nội nói chung và cục bộ cho từng khu vực một nói riêng, đề xuất giải pháp thoát nước cho từng công trình thế nào một cách căn cơ, bài bản nhất. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin chào và hẹn gặp lại!